Hà Giảm Cân xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Hà Giảm Cân. Hôm nay em có dạo qua một số những cái group trên Facebook thì thấy nhiều anh chị gặp cái vấn đề là tại sao mình giảm được nhiều kg cân nặng rồi mà nhìn người vẫn to, bụng vẫn nhiều mỡ. Vậy thì mình cần giảm thêm bao nhiêu kg nữa mới có được cái vóc dáng thon gọn, cái vóc dáng lý tưởng, cân đối như mình hằng ao ước. Vậy thì video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách xác định cái mức cân nặng lý tưởng một cách khoa học nhất nha. Ok, thì để xác định được cái mức cân nặng lý tưởng dành cho mỗi người thì chúng ta dựa vào cái chỉ số, đó là chỉ số BMI nha các anh chị. Cái chỉ số này thì đơn giản mọi người cứ hiểu là BMI của mình nằm trong khoảng từ 19 đến 21 thì chúng ta sẽ có được cái vóc dáng thon gọn. BMI thì tính như thế nào? BMI công thức sẽ là lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương nha các anh chị. Ví dụ như em cân nặng hiện tại là 57 kg, chiều cao của em là 1m7 thì chúng ta cùng tính xem là BMI của em hiện tại là bao nhiêu nhé. 57 chia cho 1,7 bình phương bằng bao nhiêu? Câu trả lời là khoảng 19,723183. Đấy, tức là BMI hiện tại của em đang là 19,7 các anh chị ạ. Đấy, bây giờ các anh chị muốn biết là mình cần phải giảm bao nhiêu kg, mình cần đạt mức cân nặng là bao nhiêu cân thì sẽ có được cái vóc dáng thon gọn. Thì ví dụ các anh chị muốn BMI của mình nằm trong khoảng 19 đến 21 thì thon gọn thì mình để BMI 19. Nếu như mà các anh chị muốn mình kiểu giảm cân nhưng mà người vẫn gọi là có da có thịt một chút thì mình có thể đặt mục tiêu là BMI 21 cũng được. Đấy thì em lấy mức trung bình là BMI 20 nha. Bây giờ chị A mong muốn là BMI 20 trong khi chiều cao của chị ý là 1,5m thì bây giờ mình muốn biết được cái cân nặng lý tưởng của chị ý thì chúng ta lấy 1,5 bình phương xong rồi nhân với BMI là 20, là 1,5 bình phương nhân 20 là sẽ ra được cái cân nặng lý tưởng cho chị A. Đây chúng ta cùng tính nhé. 1,5 bình phương nhân 20 bằng bao nhiêu? Câu trả lời là 45. Là 45 cân nha chị ạ. Tức là chị A cao 1,5m, cao 1,5m thì cân nặng lý tưởng là 45 cân. Khi đấy BMI của chị sẽ là 20. Đấy, thì các anh chị đặt cái mục tiêu BMI của mình nằm trong khoảng 19 đến 21 và sau đó lấy BMI nhân với chiều cao bình phương là sẽ ra được kết quả cân nặng lý tưởng dành cho mỗi anh chị nha. Đấy, thì mình dựa vào cái số đo chiều cao của mình nữa. Đấy, với những anh chị gặp cái vấn đề là mình giảm được nhiều cân rồi mà sao nhìn người vẫn to, vẫn nhiều mỡ thì rất có thể là cái chế độ giảm cân của các anh chị là mình giảm là chủ yếu là giảm nước và giảm cơ. Thế đâm ra là mỡ của mình lại không giảm được là bao. Vậy thì làm thế nào để biết là cơ thể của mình giảm cân là giảm mỡ hay là giảm cơ? Thì chúng ta có một cái công cụ để đo cái tỷ lệ mỡ trên cơ thể, em đã chia sẻ nhiều video rồi. Đó chính là một cái công cụ rất đơn giản là cái thước kẹp như này. Khi mua cái thước kẹp này thì các anh chị sẽ có được một cái tờ giấy, nó sẽ cho chúng ta cái kết quả tỷ lệ mỡ thừa của mỗi anh chị nha. Đây thì em sẽ chia sẻ các anh chị cách đo nhé. Đây mình sẽ kẹp. Thông thường thì để đo cái này có kết quả chính xác nhất thì chúng ta sẽ đo trên khoảng 3 điểm, đo 3 chỗ hoặc là đo 4 chỗ. Mình đo càng nhiều chỗ thì ra cái kết quả tỷ lệ mỡ thừa càng chính xác. Tuy nhiên video này em sẽ chia sẻ cách đo đơn giản nhất, đó là chúng ta chỉ cần kẹp ở cái vùng bụng của chúng ta thôi. Vì thường là vùng bụng sẽ là nơi tập trung nhiều mỡ thừa nhất mà. Đây, thì các anh chị lấy véo một miếng ra ở chỗ bụng và chúng ta sẽ kẹp. Đây, khi các anh chị kẹp thì ở đây nó có cái nút press này. Mình sẽ làm sao cho cái khi mình kẹp mạnh cho cái nút press này nó vào cái vị trí này. Đây. Đấy, nó thẳng như này là sẽ ra được cái cm chuẩn nhất nha. Đây. Vẽ một miếng ra ở đây rồi mình kẹp. Đấy, cho cái press nó vào đây. Hiện tại của em đang là 10. Tức là cái số đo ở đây nó hiển thị là 10 nha. Đấy, thì khi đấy mình sẽ gióng sang có cái bảng ở đây thì ở đây hiện tại là 10 và ở đây nó có cả tuổi nha các anh chị. Thì em là tuổi là 28 thì sẽ là tuổi 28 và có cái kết quả là ra 10 cm thì hiện tại tỷ lệ mỡ thừa của em nó khoảng là 12,5%, cứ cho làm tròn là 12%. Tỷ lệ mỡ thừa 12% tức là thế nào?
Tức là trong cơ thể của mình có 12% là mỡ thừa. Em giả sử như em đang là 57 cân, 12% mỡ thừa tức là nó rơi vào khoảng 6 cân mỡ thừa. Là trên cơ thể của em hiện đang có 6kg mỡ thừa. Đấy, thì khi các anh chị dùng cái thước kẹp này, khi mình mới bắt đầu giảm cân, mình đo xem cái lượng mỡ thừa của mình là bao nhiêu. Ví dụ khi mình mới bắt đầu giảm cân thì mình đang có 20 cân mỡ thừa. Sau khi mình giảm cân, mình đo mình thấy mình chỉ còn có khoảng 10 cân mỡ thừa. Tức là mình đã giảm được 10kg mỡ thừa rồi các anh chị ạ. Đấy, thì dùng cái công cụ này sẽ rất là hiệu quả để chúng ta xác định được cái tỷ lệ mỡ thừa bên trong cơ thể của chúng ta, để biết được là cơ thể của chúng ta giảm được bao nhiêu mỡ rồi, hay là nó chỉ giảm nước với giảm cơ thì coi như là việc giảm cân là không hiệu quả. Giảm cân mục đích quan trọng nhất của chúng ta là giảm mỡ, đúng không anh chị? Đấy, nên là chúng ta phải cần có công cụ để đo được cái lượng mỡ của mình thì mới biết là hiệu quả của mình là giảm mỡ hay là giảm cơ chứ, đúng không anh chị? Đấy, thì video này em chia sẻ với các anh chị và các bạn về hai cái chỉ số. Thứ nhất đó là chỉ số BMI và thứ hai đó là chỉ số tỷ lệ mỡ thừa của chúng ta. Đấy, công cụ thì chúng ta BMI thì công thức sẽ là chiều cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Còn đo cái tỷ lệ mỡ thừa thì chúng ta dùng cái thước kẹp này, hoặc là các anh chị có thể dùng cái thước dây. Thước dây đo số đo các vòng, nếu thấy số đo các vòng giảm thì cũng cho thấy là cơ thể của mình thon gọn rồi. Đấy, thì cũng là dấu hiệu để cho thấy là cơ thể của chúng ta cũng đã đang trên cái đà trở nên thon gọn và đẹp hơn. Đấy, video này em chia sẻ ngắn gọn với các anh chị và các bạn về hai chỉ số đấy. Nếu như mà các anh chị nào mà ngại cái việc tính toán ấy thì cứ comment cái chiều cao cân nặng ở dưới, em sẽ tính ra BMI cho các anh chị, cũng như là xác định được cái cân nặng lý tưởng mà mọi người, mà các anh chị cần đạt được. Đấy, ok, video xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đón xem. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên để lại một like, một subscribe, cũng như là ấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi em phát hành video mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo của Hàng Giảm Cân.